qua Zoom mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng, New York từ 8:30 đến 10:30 sáng, Cali từ 5:30 đến 7:30 sáng, Paris từ 2:30 đến 4:30 chiều và Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con tu nữ tỉnh hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta. Hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2022, Phật lịch 2565, đề tài hôm nay: môn học Phật pháp cơ bản, phần 1 Đức Phật, bài 21 Con nhà tông, phần 4 tiếp theo, do Thượng tọa Giác Đẳng biên soạn và giảng dạy. Và mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp để lễ Tam Bảo, và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Và con kính cung thỉnh Thượng tọa. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo, Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Và sa thú Lâm Thai, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Và tiếp theo chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập pháp thoại hôm nay. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa ở quý đạo hữu Phật tử. Hôm tuần rồi, bài học của chúng ta có ba câu chuyện, nhưng tình tiết của cái câu chuyện về tín nữ Sa Kha dạy, cho nên rồi chúng ta chỉ mới học một câu chuyện đó thôi. Hôm nay bài 21 tiếp theo, chúng ta lại học một cái câu chuyện nói về Lương Y Chi Bồ Tát. Và cái giai thoại của vua Ajatasattu
được Lưu Vi Chiều Cá tiến dẫn đến ý kiến Đức Phật. Và có lẽ hôm nay thì Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ giảng luôn cái câu chuyện thứ ba, là câu chuyện của tôn giả Punna qua cái bài kinh Giao Giới Phu Lô Na Trung Bộ Kinh. Một vị tỳ kheo có đầy đủ sự kham nhẫn về nghiêm tịnh đi đến Sunaparanta để hành đạo, và nhờ cái đức tính nghiêm tịnh kham nhẫn đó và đã thành công trong cái việc hoằng pháp ở đây. Và từ bản thân của tôn giả Punna cũng thành tựu được quả vị cứu cánh của Sa Môn. Hôm nay Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ giảng hai cái câu chuyện này, và xin mời cô tu nữ Tịnh Hạnh và hỷ đọc cho cái phần chánh kinh, sau đó xin cùng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa từ xưa đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin phép được đọc bài ạ. Môn học Phật Pháp Cơ Bản, phần 1, Đức Phật. Con nhà Tông, phần 4 tiếp theo. Đức Thế Tôn ra đời mang ánh sáng giác ngộ giải thoát đến muôn loài chúng sanh. Những đệ tử đã lãnh hội và thành tựu được sự chuyển hóa kỳ diệu có thể nói là vô số. Trong những vị này đã có nhiều thể hiện cho thấy sự trưởng thành thật sự trong giáo pháp và góp phần hoằng hóa lợi sanh. Mặc dù khả năng hữu hạn so với bậc đạo sư, nhưng con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Những giai về các vị đệ tử Phật cho thấy sự vô úy khi tuyên thuyết chánh pháp, hiệu năng khai thị dù người thuyết giáo xuất thân tầm thường. Tất cả đã ghi lại một thời hoàng kim của chánh pháp khi giá trị của chân lý vượt qua tất cả hạng cuộc của giai cấp, giới tính, giàu nghèo. Hiểu biết về các đệ tử cũng là sự cảm nhận tánh cách cao cả về sự ra đời của một bậc chánh đẳng chánh giác. Sống với sự hiểu biết, nghe nhiều hiểu rộng mà không ứng dụng được trong cuộc sống, thực tế thì chỉ là con mọt sách. Một kẻ sĩ hay một người trí thức đúng nghĩa không phải chỉ có kiến văn quảng bác mà còn sống lợi lạc cho bản thân và nhân quần. Một người có tài trí mà đủ khả năng sống ung dung giữa đảo điên của thời thế quả là hiếm có, mà sống nhiều ít cả hai phương tiện đời lẫn đạo thật tiềm ở đời. Bác sĩ y khoa Chiwaka là một y sĩ thiên tài lưu danh vạn đại, lại là một đệ tử Phật thâm tính tam bảo, là con nuôi của vương gia và được đào tạo thành một đệ nhất thần y, là thái y cả hai đời vua Bimbisara và vua Ajatasattu. Ông có thường giải quyết về những trường hợp rất tế nhị. Gia thoại về sự hướng dẫn vua Ajatasattu trở thành một Phật tử để lại những ý nghĩa rất đẹp, vai trò của một cư sĩ thời Phật trụ thế. Đoạn kinh sau đây ghi lại một sự kiện thay đổi một con người một khúc quanh lịch sử. Lúc bấy giờ, Ajatasattu Asathe, con bà Videhi, vua xứ Magadha Makiddha, nhân lễ Bồ Tát vào ngày rằm tháng tư Kumudi cây súng, đang ngồi trên lầu cao trang nghiêm, chung quanh có nhiều đại thần hầu hạ. Lúc bấy giờ, Ajatasattu con bà Videhi, vua xứ Magadha, nhân ngài Bồ Tát cảm hứng nói rằng: "Thật khả ái thai, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Thật diễm lệ thai, này các khanh, đêm rằm sáng trăng.
thật mỹ miều thai này các khanh đêm rằm sáng trăng, thật em dịu thai này các khanh đêm rằm sáng trăng, thật điềm lành thai này các khanh đêm rằm sáng trăng. Nay chúng ta nên đến chiêm bái vị sa môn hay bà la môn nào, nhờ sự chiêm bái này tâm chúng ta được tỉnh tính. Khi nghe nói vậy, một đại thần tâu với Acha Tassatu, con bà Videhi nước vua Magadha: Tâu đại vương, có Purana Kassapa, Phú La Ca Diếp là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong đại vương đến chiêm bái Purana Kassapa này. Chiêm bái Purana Kassapa có thể khiến tâm đại vương được tỉnh tính. Khi nghe nói vậy, Acha Tassatu, con bà Videhi, vua nước Magadha yên lặng không nói gì. Lại một đại thần khác tâu với Acha Tassatu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại vương, có Makkhali Gosala, Mặc Trà Lê, Cú Xá Lợi là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong đại vương chiêm bái Makkhali Gosala này. Chiêm bái vị Makkhali Gosala có thể khiến tâm đại vương được tỉnh tính. Khi nghe nói vậy, Acha Tassatu, con bà Videhi, vua nước Magadha yên lặng không nói gì. Lại một đại thần khác tâu với Acha Tassatu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại vương, có Achita Kesakampali, Akida Kisakampala là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong đại vương đến chiêm bái Achita Kesakampali này. Chiêm bái Achita Kesakampali có thể khiến tâm đại vương được tỉnh tính. Khi nghe nói vậy, Acha Tassatu, con bà Videhi, vua nước Magadha yên lặng không nói gì. Lại một đại thần khác tâu với Acha Tassatu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại vương, có Bakutha Kacchayana Bavuda Kachine là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong đại vương đến chiêm bái Bakutha Kacchayana này. Chiêm bái Bakutha Kacchayana này có thể khiến tâm đại vương được tỉnh tính. Khi nghe nói vậy, Acha Tassatu, con bà Videhi, vua nước Magadha yên lặng không nói gì. Lại một đại thần khác tâu với Acha Tassatu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại vương, có Sanchaya, Delachiputta, Tánh Nhã Di, Tỳ La Phê Phất là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong đại vương đến chiêm bái Sanchaya Delachiputta này. Chiêm bái Sanchaya Delachiputta này sẽ có thể khiến tâm đại vương tỉnh tính. Khi nghe nói vậy, Acha Tassatu, con bà Videhi, vua nước Magadha yên lặng không nói gì. Lại một đại thần khác tâu với Acha Tassatu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại vương, có Nigantha Nataputta Nikiền Tử là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt,
có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại vương đến chiêm bái Nigantha Na Tabuttá này. Chiêm bái Nigantha Na Tabuttá có thể khiến tâm đại vương được tịnh tính. Khi nghe nói vậy, Acha Tassattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. Lúc bấy giờ, Chi Quá Cá, Komarapaccha, ngồi yên lặng cách Acha Tassattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, không xa bao nhiêu. Khi ấy, Acha Tassattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, nói với Chi Quá Cá, Komarapaccha, này Khanh Chi Quá Cá, sao ngươi lại yên lặng như vậy? Tâu đại vương, chính tại vườn xoài này của chúng con có Thế Tôn bậc A-la-hán chính đẳng giác, hiện đang trú ngụ với đại chúng tỷ kheo 1250 vị. Thế Tôn Gotama có tiếng đồn tốt đẹp sau đây lan rộng, đây là Thế Tôn bậc A-la-hán chính đẳng chánh giác, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đại vương hãy đến chiêm bái Thế Tôn này, rất có thể nhờ chiêm bái Thế Tôn, tâm của đại vương được tịnh tính. Vậy Khanh Chi Quá Cá, hãy thắng kiểu voi. Vâng, tâu đại vương. Chi Quá Cá Kumara Pháp Chá, văn theo lời dạy của Acha Tassattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, sai người thắng 500 con voi cái và con vương tượng của vua thường cưỡi. Rồi tâu với Acha Tassattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, tâu đại vương, các kiệu voi đã sẵn sàng, ngài hãy làm những gì ngài xem là phải thời. Khi bây giờ Acha Tassattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, biểu các cung phi leo lên 500 con voi cái, mỗi người một con, còn mình thì leo lên vương tượng vua thường cưỡi. Xuất hành ra khỏi Rajagaha dưới ánh sáng của các ngọn đuốc được cầm cao, với oai nghi của bậc đại vương thẳng tiến đến vườn xoài của Chi Quá Cá Komarapaccha. Khi Acha Tassattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, đi đến không xa vườn xoài, ngài bỗng sợ hãi, kinh hoàng, tóc dựng lên. Lúc bấy giờ, Acha Tassattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, sợ hãi, kinh hoàng, tóc dựng lên, nói với Chi Quá Cá, Komarapaccha, này Khanh Chi Quá Cá, người phản ta chăng? Này Khanh Chi Quá Cá, người lừng gạt ta chăng? Này Khanh Chi Quá Cá, ngươi nạp ta cho kẻ thù chăng? Tại sao trong một đại chúng lớn như thế này, gần 1250 vị mà không một tiếng đàn hắng, không một tiếng ho, không một tiếng ồn? Tâu đại vương, thần không phản lại ngài, thần không lường gạt ngài. Tâu đại vương, thần không nạp ngài cho kẻ thù. Tâu đại vương, hãy đi thẳng tới. Tâu đại vương, hãy đi thẳng tới. Tại chỗ kia, trong căn nhà tròn, chỗ có những ngọn đèn đang thắp sáng. Lúc bấy giờ, Acha Tassattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, đi cho đến chỗ voi có thể đi được, rồi xuống voi đi đến cửa căn nhà tròn. Khi đến nơi liền nói với Chi Quá Cá Komarapaccha, này Khanh Chi Quá Cá, Thế Tôn ở tại đâu? Tâu đại vương, vị ấy là Thế Tôn. Tâu đại vương, Thế Tôn ngồi dựa vào cột chính giữa, mặt hướng phía nam, ngồi trước mặt chúng tỷ kheo. Acha Tassattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, liền đến chỗ Thế Tôn. Khi đến rồi, vua đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Acha Tassattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, nhìn khắp chúng tỷ kheo đang yên lặng, an tịnh như một hồ nước trong, cảm hứng nói rằng, mong hoàng tử Udayi Phát Đá, Udayi Bạc Đà cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của các vị tỷ kheo này vậy. Đại vương, hình như tâm trí của đại vương nặng nhiều về tình thương thì phải. Bạch Thế Tôn, con thương hoàng tử Udayi Phát Đá rất nhiều, mong rằng hoàng tử Udayi Phát Đá cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của chúng tỷ kheo này vậy.
Lúc bấy giờ, Acha Tassatu, con Bà Quy Đề Hy, vua nước Magatha đảnh lễ Thế Tôn, chắp tay vái chào chúng tỷ kheo và ngồi xuống một bên. Trích trong Trường Bộ Kinh Sa Môn Quả, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng phần 1, phần 2 bài học hôm nay. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, con chưa thấy được tín hiệu của Thượng Tọa Giác Đẳng, cho con biết là trong rung. À, dạ, con thấy Thượng Tọa Giác Đẳng là trong rung. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam mô Bích Thầy. Dạ, kính đại lễ chư Tôn Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Không biết quý Phật tử có nghe chúng tôi nói rõ không vậy? Thưa quý vị, nếu quý vị nào mà thường vào trong lớp học theo dõi những bài giảng của chúng tôi thì quý vị có rất dễ dàng nhận thấy một điều là chúng tôi thường đi trực tiếp vào đề tài, ít có những dài dòng ở bên ngoài. Và thường là chúng tôi nói ngắn gọn nhiều hơn là chúng tôi nói dòng dài. Nhưng mà hôm nay khi mà Đại Đức Từ Tri hỏi chúng tôi là bài học tuần rồi còn lại hai câu chuyện, thì có phải là giảng hết hai câu chuyện không? Thì chúng tôi có nói rằng giảng câu chuyện của Thầy Chivaka thôi, và có thể là không có đủ thời giờ. Chúng tôi cũng xin lỗi trước là quý vị khoan hỷ nếu trong bài nói chuyện hôm nay chúng tôi nói hơi dài dòng một chút. Bởi vì đoạn kinh mà quý vị nghe vừa rồi đó, thì trích trong kinh Sa Môn Quả đó, đối với cá nhân chúng tôi thì nó giống như là một cái đồng hồ cát. Đồng hồ cát quý vị thấy có hai phần, phần trên và phần dưới. Ở phần giữa nó rất hẹp. Chúng tôi tạm thí dụ phần trên nó là quá khứ, phần dưới là tương lai, và cái phần hẹp ở giữa đó là hiện tại. Giữa hiện tại thì rất là nhỏ. Thì câu chuyện mà quý vị nghe, cái giai thoại mà vua Sà Thế đến gặp Đức Phật á, nó đúng là một cái thời điểm giống như cái đồng hồ cát vậy. Ở trong đó nó có trùng trùng những cái tình tiết của quá khứ. Và từ cuộc gặp gỡ đó, nó khởi đầu cho một cái tương lai mới của vua Sà Thế, của vương quốc Ma Kiệt Đà, của dòng lịch sử của Đạo Phật, và ảnh hưởng đến mỗi mỗi chúng ta ngày hôm nay ngồi tại đây. Có thể quý vị nghĩ rằng chúng tôi đang nói hơi quá, làm gì mà một giai thoại như vậy mà ảnh hưởng lớn như vậy. Mà hôm nay thì thưa quý vị, lẽ ra thì chúng ta chỉ đến một nhân vật mà mới đọc câu chuyện thì nghe nghĩ là nhân vật bên lề. Nhưng mà nhân vật đó là câu chuyện chính mà chúng ta muốn nói. Tuy vậy, chúng tôi sẽ nói về nhân vật này ở đoạn sau. Nhưng mà chúng tôi muốn đầu tiên đề cập đến điều mà vừa nói đó là sự gặp gỡ này. Nó là một cái khúc quanh lịch sử của xứ Ma Kiệt Đà, lịch sử của Ấn Độ, và đặc biệt lịch sử Phật giáo. Như tất cả chúng ta đều biết đó là
năm Đức Thế Tôn 73 tuổi đó, tức là 7 năm trước khi Đức Thế Tôn vi tịch Niết Bàn, thì có một cái sự kiện xảy ra rất là quan trọng. Đó là tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Tá, sau nhiều năm tu hành tương đối là rất là tốt, thì đến bây giờ do cái nghiệp ở trong quá khứ có một cái khởi tâm là làm sao mình lãnh đạo tăng già, lãnh đạo tăng chúng thay cho Đức Phật. Từ cái ý niệm này khởi sanh trong lòng Đề Bà Đạt Đa đó, nên vị này đã dần dà đi đến nhiều cái hành động tạo những cái ác nghiệp, mà một ở trong những cái hành động mà to lớn đó là thu phục hoàng tử Ajatasattu của xứ Magatha. Đúng bây giờ Ma Kiệt Đà là một xứ sở rất là bình yên ở dưới sự cai trị của vua Bimbisara, tức là vua Bình Sa Vương, hay là vua Tần Bà Sa La. Thì Bimbisara là một đệ tử Phật, và hơn thế nữa là một vị thánh tu đạo. Nhà vua đã căn dân trị nước một cách rất là lợi lạc, khiến cho thiên hạ thái bình. Và Ma Kiệt Đà với Kinh Lô Vương Xá đã là nơi mà tất cả thần dân sống trong cuộc sống gọi là an cư lạc nghiệp. Và hơn thế nữa là những cái bậc đạo cao đức trọng, chân tu thực học thì đã sống hoàn hóa, lợi sinh rất là nhiều ở xứ này. Có những lúc Đức Thế Tôn ở tại Ma Kiệt Đà, có những lúc Đức Thế Tôn đi những nơi khác, thì một số các đệ tử Phật ở trong đó đứng đầu là Ngài Ma Kassapa, được xem là vị trưởng trang ở lại để như là chỗ tựa tinh thần cho tăng chúng. Thì như chúng ta được biết câu chuyện đó là vua Sa Thế, vì lúc đó là còn là một vị thái tử, vì nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa đã sinh cái ác tâm chiếm đoạt ngai vàng. Mặc dù bất thành, nhưng mà vua Bình Sa Vương thương con, quá thương con, và cũng là do cái nghiệp quá khứ đã nhường ngôi cho thái tử A Sa Thế. Và sau khi đăng thì thái tử A Sa Thế đã giết cha, đã tống giam vua Bình Sa Vương vào ngục để giết cha mình. Thì thưa quý vị, hành động đại nghịch bất đạo này đó, nó dẫn đến một cái tâm tư là khi mà A Sa Thế có được đứa con đầu lòng là thái tử Uddiyi, thì cũng là ngày mà thái tử biết rằng cha mình đã chết ở trong ngục do cái lệnh gọi là khổ hình của mình. Nên từ đó trở đi thì cái vị tân quân này, vị vua trẻ này, lại sanh tâm hối hận. Thật ra thì vua Sa Thế giết cha là do một cái mãnh lực của nghiệp quan trái trong quá khứ. Nhưng mà vua Sa Thế cái bản chất ấy, thì là một người rất tốt. Thậm chí sau này Đức Phật Ngài có nói trong cái Sa Môn Quả là nếu vua Sa Thế mà không có phạm cái tội giết cha đó thì đã có thể chứng quả Tu Đà Hoàn. Nhưng mà do nghiệp lực đưa đẩy như vậy, nên về sau này thì vua Sa Thế đã chứng tỏ là mình là một vị vua tuy trẻ nhưng mà lại có tài. Tuy vậy trong lòng nhà vua thì luôn luôn nuôi một cái niềm
ân hận khôn nguôi, đó là mình đã giết người cha rất thương yêu của mình, là Vua Bình Sa Vương. Đoạn kinh mà chúng ta nghe ngày hôm nay đó là một cái trích đoạn rất ngắn ở trong kinh Sa Môn Quả, nói về một ngày rằm. Ở đây dịch là ngày rằm tháng tư, mọi chữ là cây súng, nhưng mà thật ra thì đây là cái tháng mà hoa súng nở, hoa súng, hoa sen, hoa súng, chứ phải là cây súng trường, súng AK mà chúng ta nói ngày hôm nay, hoa súng. Và trong ngày rằm như vậy đó thì nhà vua đã cùng đàm đạo với các quần thần. Mà trong cuộc đàm đạo đó, nhà vua lại nghĩ đến một điều mà vốn do cái cơ duyên đưa đẩy, mà nhà vua thấy rằng ở trong lúc này, khi mà cả nước đang thái bình thịnh trị và mình đang ngự trên ngai vàng, mà giả sử như có thể được đến bái kiến một vị tu sĩ, mà đúng nghĩa vị tu sĩ, một vị sa môn, đúng nghĩa vị sa môn đó, một vị có thành tựu đời sống tinh thần đó, thì quả thật là một điều rất là lợi lạc. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy trong đoạn này thì lúc bây giờ ở tại Trung Ấn, đặc biệt là Vua Ma Kiệt Đà, đã là một cái thời kỳ rất là thịnh về tôn giáo triết học. Chúng ta tạm gọi là cái thời kỳ mà giống như bên Trung Quốc á, có một cái giai đoạn trong lịch sử gọi là Bách Gia Tranh Minh, tức là những cái nhà hiền triết, những nhà tư tưởng lớn cùng ra đời. Và thời đó có 6 cái vị tôn sư được quần chúng kính mộ. Thì thưa quý vị, những vị quần thần ở trong triều đình của vua Ajatasattu đó, thì có một số đã theo vị giáo chủ này, có vị giới thiệu giáo chủ kia. Nhưng mà duy nhất có một người không có đề nghị gì hết, nhưng mà nhà vua rất là để ý, đó là Thầy Chivaka, là nhân vật mà chúng ta sắp đề cập đến ngày hôm nay. Ở trong giây lát nữa thì chúng tôi sẽ trở lại với nhân vật này, nhân vật chính của bài học ngày hôm nay. Nhưng mà chúng tôi muốn nói đến, tiếp tục câu chuyện này, là khi mà các vị quần thần, khi mà quần thần đề nghị với vua Xà Thế đi thăm các vị giáo chủ khác, thì thật tình nhà vua đã im lặng, bởi vì bản thân của nhà vua đã gặp các vị rồi, đã gặp các vị rồi. Vì sau này nhà vua đã có kể lại với Đức Phật nghe là các vị đã gặp như thế nào. Nhưng mà cũng do một cái sự cảm nhận rất là tinh tế của nhà vua đã không có tính phục, nên khi các vị quần thần đề nghị thì nhà vua im lặng, không có phản ứng gì. Khi nhà vua hỏi Chivaka thì Chivaka lại nói về Đức Phật, bậc đạo sư của mình. Và thầy Chivaka lại cho biết rằng Đức Thế Tôn và Chư Đăng á, đang ngự ở trong cái vườn xoài của mình. Chúng tôi xin phép ngưng ở đây một chút để nói thêm là mỗi lần về Ấn Độ đó, chúng tôi thường đi ngang, có khi ghé lại cái nền nhà của Thầy Chivaka. Ngày xưa đã từng là vườn xoài rất đẹp, và đã là nơi mà Thầy Chivaka đã cúng dường để cho Chư Tăng cầm đầu Đức Phật để sử dụng. Và cái vườn xoài này nằm ở dưới chân núi Linh Thứ. Khi Đức Thế Tôn và Chư Tăng đi về trước khi lên Linh Thứ thì ghé tại đây. Ở đây thì có nhà nghỉ, có nước uống. Và nếu trong những bữa cơm thì
giờ ăn thì có những người chuẩn bị để cúng dường. Ngài Huyền Trang này ghi rất rõ về di tích này, và các nhà cổ đã khai quật ở dưới chân núi Linh Thú. Thưa quý vị, có nhiều di tích rất là quan trọng, nhưng mà di tích về nhà, về căn nhà Thế Chi Bát Cá là một di tích quan trọng. Chúng tôi nói điều này không phải là một điều tự đề cao chính mình, nhưng mà chúng tôi phải thưa với quý vị Phật tử rằng, trong số những người đi ngang cái nền nhà này, mà một người có thể cảm nhận một cách rất là xúc động, rất sâu sắc về cái di tích lịch sử đó, thì trong số đó phải có bản thân của chúng tôi. Tại vì thật ra hồi còn nhỏ, chúng tôi đã đọc câu chuyện mà quý vị đang nghe nãy giờ, và đi khang ngang cái nền nhà đó đó, thì thứ vị hình ảnh của ngày xưa là trở về. Đến ngày xưa đó là trong trí tưởng chúng tôi thôi. Ngày hôm nay quý vị có cái hình minh họa, nhưng mà hình xưa trí tưởng. Và do vậy chúng tôi thực sự rất là xúc động. Và chúng tôi cũng có đọc nhiều về thấy chưa bắt cá, đọc nhiều về vua sạch thế, và đọc nhiều về lịch sử. Nên khi đi ngang nền nhà đó xúc động lắm, rất là xúc động. Thì thưa quý vị, nhà vua đã đến, bởi vì bản thân của nhà vua đó đã từng làm một việc là giết chúa cha của mình, và cũng là một vị quân vương, đi đâu cũng có người bảo vệ. Nên khi mà nhà vua nghe nói rằng có một nơi mà có hơn 1000 vị tu sĩ ở, nhà vua cứ hình dung là đó là nơi tương đối hơi náo nhiệt, hay ít nhất là cũng ra vẻ một nơi đông người. Nhưng mà khi nhà vua đến đó vào buổi tối, quý vị nhớ đó là tối trăng rằm, thì thưa quý vị, một cái ấn tượng đầu tiên vào trong lòng của nhà vua là im phăng phắc, rất là thanh tịnh, rất thanh tịnh, im phăng phắc. Im phăng phắc đến rợn người, mà ở trong kinh đó, thường dùng cái chữ gọi là lông tóc dựng ngược. Lông tóc dựng ngược là lông tóc dựng ngược là một cái thành ngữ của chữ Phạn, nói về một người gọi là, chúng ta nói là sợ nổi da gà hay là rỡn tóc gái. Và Hòa Thượng Minh Châu hay là lông tóc dựng ngược. Thì nhà vua mới hốt hoảng hỏi Thái Y, có phải là người đã phục kích hay là có cái ý gì hãm hại ta chăng? Tại sao nghe nói hơn 1000 vị, nói chính xác là 1250 vị đó đang có mặt mà lại im như vậy? Thì thưa quý vị, Thái Y đã nói với nhà vua là hãy bình tâm lại, Hoàng thượng bình tâm, xin Hoàng thượng bình tâm là. Và Thái Y đã chỉ cho nhà vua thấy ở trong vườn xoài Đức Thế Tôn ngồi giữa với đại chúng tỳ kheo ngồi chung quanh yên lặng bất động. Và từ cái hình ảnh cả hàng ngàn vị tỳ kheo đại chúng vây chung quanh Thế Tôn mà yên lặng như vậy, thì nó là cái nguồn cảm khái rất lớn dâng lên ở trong lòng của Hòa Trang Sát Thú. Đến nỗi mà bất chợt ngay lúc đó, nhà vua đã nói lên một câu rất là bản năng của tình phụ tử, đó là mong rằng Thái tử Uriji sẽ được trang nghiêm như vậy. Và khi nói như vậy thì Đức Phật ngài hỏi qua Sa Thế, có phải là Hoàng thượng thương Uriji lắm không? Thì sẽ được, thì vua sẽ xác nhận. Và sau đó là một câu chuyện dài mà chúng ta không có đọc trong bài học hôm nay. Nếu chúng ta đọc thì có lẽ là cả nguyên cả hai tiếng hồ cũng không hết cái bài kinh Sa Môn Quả. Bài kinh dài lắm, thưa quý vị, ở trong trường một kinh. Thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi phải nói thêm một điểm và quý vị quan hỷ cho chúng tôi nha. Tại vì nhân câu chuyện này, chúng tôi muốn nói thêm một điểm khác. Là thời Đức Phật còn tại thế đó, thì một điều mà được xem là đặc điểm của cái hội chúng của Đức Phật, từ trong chùa cho đến các sinh hoạt đó, là thường diễn ra trong sự trang nghiêm, thanh tịnh, yên lặng, chứ không có ồn ào. Khi mà những người cư sĩ đến chùa mà ồn ào
thì Đức Phật dạy người thì giả ra nói về những người đi nơi khác. Khi mà ngài Xá Lợi Phất nghe một kiện liên dẫn như người tỳ kheo về, mà những tỳ kheo đó ồn ào á, thì Đức Phật gọi Tôn Giác Đăng Đa đến và ngài bảo rằng các vị tỳ kheo đi nơi khác. Tại vì cái tính cách sinh hoạt của Đức Phật và Chư Tăng thời Đức Phật còn đại thế rất là thanh tịnh. Thì nói về điểm này thì chúng tôi cũng phải thưa quý vị rằng chúng tôi có một sự hổ thẹn trong lòng. Và về điểm này đó thì phải nói rằng chúng tôi không biết phải làm gì. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói là trong tuần lễ này đó, cuối tuần thôi có hai cái tang lễ diễn ra một lúc. Thật ra đem so sánh hai tang lễ này thì nó cũng kỳ, tại nó không có gì để so sánh với nhau được. Nhưng mà một cái tang lễ của một vị hòa thượng bên Nam Tông, nói bên Nam Tông nhưng mà vị này tu theo Bắc Tông thì nhiều hơn, đó là hòa thượng Tịnh Đức ở tại Dallas, tại Ga Lăng ở Dallas, và cái tang lễ của hòa thượng Nhất Hạnh ở tại Huế. Lẽ ra thì cả hai vị hòa thượng chúng tôi không nên so sánh, nhưng mà điều mà chúng tôi muốn nói đó là cái tang lễ của hòa thượng Tịnh Đức thì lại diễn ra đầy màu mè, đầy sự ồn ào, và đó là một cách rất bình thường của đa số các vị tăng sĩ ngày nay, không riêng gì bên Nam Tông và Bắc Tông. Kể cả cái đám tang mà năm trước mà chúng tôi cũng thấy lầm tiếc nhiều, đó là đám tang của sư trưởng. Thông thường đó thì người ta cứ nghĩ rằng đám tang mà linh đình mà trọng thể đó thì người đó là tốt, người đó là nổi danh, người đó là đáng quý, đáng trọng. Và ngày nay đó thì Chư Tăng bên Nam Tông, nhất là Chư Tăng Nam Tông Việt Nam bây giờ đó, ngày xưa thì không có, nhưng bây giờ thì lại bắt chước theo Bắc Tông, là cũng lễ bể những cái chuyện mà cờ xí lộng, rồi MC lên đọc, rồi tuyên danh ngày tuyên biệt. Một cái đám tang rất là thế tục, một cái đám tang rất là ồn ào. Chúng tôi thấy một đám tang ảnh hưởng Phật giáo Bắc Tông nhiều. Thì thưa quý vị, có một đám tang khác rất là đẹp, đẹp trong lòng chúng tôi đó, đó là đám tang của Hòa thượng Nhất Hạnh ở tại Huế. Cái này chúng tôi phải nói thật là đám tang đó gọi là tâm tang. Thật ra tâm tang không phải là một ý tưởng mới, mà Hòa thượng Huyền Quang trước kia cũng đã có cái đám tang gọi tâm tang rồi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng các vị đang làm một chuyện rất là đúng. Rất là đúng là trong những đám tang của các vị tăng sĩ, đặc biệt các vị cao tăng đó, nếu mà người ta có thể trở lại cái không khí của ngày xưa, là bớt đi chuông trống, bớt đi cái màu sắc, bớt đi cái chuyện mà diễn văn, bớt đi cái chuyện mà chúc cái lời đến phân ưu rình rang, mà tổ chức một cách nhẹ nhàng thiền vị đó, thì nó sẽ đẹp hơn. Ngày hôm nay thưa quý vị, thì đám tang Hòa thượng Nhất Hạnh đó, có một vài vị gửi chúng tôi một vài cái video chúng tôi thấy rất là đẹp. Người ta đến chùa Từ Hiếu, đến rất đông, cả hàng ngàn người, nhiều người lắm. Nhưng mà người ta đến trong sự lặng lẽ, thanh tịnh, vào lại rồi đi ra, và họ tìm một góc chùa nào đó họ ngồi để mà ngồi thiền. Thì chúng tôi nghĩ như vậy là đẹp. Ở đây chúng tôi phải thưa rằng không biết tới bao giờ Chư Tăng Nam Tông ở Việt Nam á, mà có khả năng để học những điều đó, để trở lại cái con đường nguyên thủy của Đạo Phật, là bớt đi những cái rườm rà, những cái màu sắc, những cái lộn xộn. Chúng tôi phải nhận là những cái tang lễ có vị cao tăng, nhất là tang lễ sư trưởng á, chúng tôi cảm thấy xấu hổ là mình đời quá đi, mình không có giữ được cái nét thanh tịnh, và dường như các vị không có cam lòng để tổ chức một cái tang lễ diễn ra trong không khí thiền viện. Và ngày nay ở trong chùa cũng vậy, thưa quý vị. Cái chùa ở bên Mỹ đó, ở Việt Nam không biết sao, nhưng chùa ở Mỹ đó, người ta quan niệm rằng cái chùa càng ồn ào thì cái chùa càng tốt. Ở trong chùa tổ chức văn nghệ càng nhiều thì càng tốt, buôn bán càng nhiều càng tốt. Thí dụ như ngày Tết đến đó, thì người ta cố gắng, người ta làm sao mà
buôn bán thật nhiều. Và Phật tử với chư Tăng kháo nhau rằng ô chùa năm nay bán được nhiều quá, người ta đi chợ chợ đất nhiều quá, trong chùa. Nhưng mà chúng ta làm vậy thật sự thì rất lợi về tài chánh, nhưng mà chúng ta không thấy được là chúng ta đang dần dà đánh mất đi cái đẹp của Đạo Phật, cái đẹp truyền thống. Cái đẹp của Đạo Phật ngày xưa, thưa quý vị, là thường là không khí thanh tịnh. Bây giờ có nhiều khi rất là xấu hổ, thưa quý vị. Chúng tôi có sống với một số các vị sư mà các vị trong chùa, các vị cứ than buồn. Nhà sư ở trong chùa yên lặng than buồn. Và chúng tôi hỏi làm sao vui, thì các vị nói rằng thì nếu có người này nghe đến thì cũng vui. Và cũng phải nói một điều đó, là có một cái điểm rất lạ, là rất ít người họ thực sự họ biết quý cái sự thanh tịnh trang nghiêm. Thật ra thì năm rồi khi mà sư trưởng mất, chúng tôi có đề nghị là làm sao chúng ta có những cái khóa tu, những khóa học. Nhưng mà sau này những ý kiến đó thì không có. Dạ, không có mà diễn ra, mà tất cả là phần lớn là nghi thức thôi. Và chúng tôi cũng phải thưa quý vị là người Việt Nam sau này, nếu quý vị để ý, là dường như là kinh tế mình phát triển, thành ra chúng ta thường chú trọng về trang trí, càng màu mè càng tốt, càng rình rang càng tốt. Có nhiều khi nó quá đi, và chúng ta đánh mất đi cái thiền vị, đánh mất đi cái tính chất nhẹ nhàng, thanh tịnh mà cố hữu của cái truyền thống Phật giáo. Chúng tôi có tham dự một số các tang lễ của chư Tăng ở tại các quốc gia Phật giáo. Ở trong đó có đám tang của Ngài Chân Cha và nhiều đám tang khác ở tại Miến Điện, Tích Lan. Người ta cũng cố gắng giữ như vậy. Ở Việt Nam của chúng ta, thưa quý vị, đám tang thì khách viếng nhiều là tốt, rình rang chuông trống, chúng tôi dùng cái chữ mà quý vị có thể xin lỗi quý vị là ổn tỏi đó, là tốt. À, đến tràn qua của tổ chức này, của nhân vật kia, rồi lời phân ưu này, lời phân ưu khác, chúng ta quên hẳn đi rồi. Chúng ta hẳn cái gốc của mình. Chúng ta thử được tự đọc lại câu chuyện này và nhiều câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế đó. Thì thật ra chúng tôi phải nói một điều rằng Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, thì tương đối là Hòa Thượng đã dám làm một việc mà tăng sĩ Việt Nam, Phật giáo Việt Nam chưa dám làm. Đó là Hòa Thượng kêu gọi trả cái sự thanh tịnh, yên lặng lại với cái sinh hoạt của chùa chiền. Cái đó chúng ta phải nhìn nhận là Hòa Thượng có công nhiều lắm. Hy vọng rằng mai hậu đó, với cái ảnh hưởng của Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, thì các chùa chiền sẽ học theo, bắt chước theo. Và từ từ chúng ta nên trở về với cái không khí yên lặng. Yên lặng không có nghĩa là tẻ nhạt, thanh tịnh không có nghĩa là đơn điệu. Và cái sự yên lặng không có nghĩa là cái gì đáng chê cười hay là đáng tủi hổ. Mà sự thanh tịnh đó là cái gì rất đẹp. Đức Phật đã từng sống thanh tịnh như vậy. Những đệ tử Ngài đã từng sống thanh tịnh như vậy. Đâu có cần phải ồn ào như chúng ta ngày nay. Chúng ta ngày nay thì hãy cái chuyện gì mà không có rộn ràng thì mình thấy giống như là thất nghiệp. À, thậm chí người Việt Nam nói là vắng như chùa Bà Đanh. Người ta nói câu đó hay lắm. Người ta nghĩ rằng chùa Bà Đanh đó là một cái gì rất là tiêu cực. Nhưng mà thật ra cái không khí ở trong chùa đó nên là không khí thanh tịnh. Dĩ nhiên là cái sự vắng vẻ nó không hẳn là đối với sự thành công. Quý vị mở một cơ sở thương mại mà vắng khách đó, nó phải thành công. Nhưng mà ở trong một cái tu viện đó, thì bớt đi. Chúng tôi thưa quý vị rằng nếu ở trong chùa mà gọi là mình chịu khó nói chuyện, chịu khó la cà đó, thì mình có nhiều chuyện để nói lắm. Phật tử ai cũng thích nói chuyện. Đa số Phật tử nói chuyện, tức là họ đi chùa mà mình cứ ngồi đó mình nói chuyện thì mình cứ tiếp khách hoài. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái đó nó không phải là phù hợp với cái không khí của thiền môn. Thành ra ở đây chúng tôi cũng phải nói rằng khi mà chúng ta đọc vào bài học này đó, thì nó bài học nhắc chúng ta lại một đặc điểm về cái tính cách thanh tịnh, tính cách yên lặng của các tu viện, của các đạo tràng, của các pháp hội mà Đức Thế Tôn và Chư Tăng
thời xưa và ngay bây giờ tại các ngôi Phật giáo. Và không may là điều này chúng ta quên hẳn đi, chúng ta quên hoàn toàn, đến nỗi mà chúng ta thay đổi quan điểm. Chúng tôi thấy rằng sau này đó, ở Việt Nam Chư Tăng Nam Tông đó, lại học những cái lễ mễ mà không cần thiết Phật giáo Bắc Tông. Ví dụ như là quý vị biết bây giờ người ta hay có một cái là Chư Tăng đi, vị lớn đi phải có hai cái lọng hai đi bên, rồi có cái hương án đi trước mặt. Chúng tôi thưa quý vị, cái điều đó nó là một điều mà nó chẳng đẹp gì hết, nhưng mà người ta thích như vậy. Bây giờ quý vị biết cái thời đại bây giờ mà một vị tu sĩ đi mà phải có cờ có lọng đi hai bên, người ta thấy đẹp chứ chúng thấy đẹp gì hết. Điều đó nó quá đi. Tại sao Chư Tăng không thể đi nhẹ nhàng ra ngoài đó, mà bây giờ bài cái đó làm gì? Nhưng mà cái đó là cái học đòi mà người Việt Nam mình bị một cái bệnh đó, là cái hay thì không học, mà cái xấu học, cái dở thì cái học, cái lễ mễ thì học. Chúng tôi nghe người ta nói rất nhiều là ví dụ như là cái chữ Hán á là nó rắc rối rồi, Việt Nam chế là chữ Nôm. Chữ Nôm á thì nó lại khó hơn là chữ Hán nữa. Người Việt Nam mình đi nước ngoài thường mình học mình không biết chắc động cái tinh hoa, mà mình học cái gì học rất là dở. Thì chúng ta rất là mong rằng đây là một lời tâm sự của chúng tôi là Chư Tăng không riêng về Nam Tông hay Bắc Tông, mà tất cả chúng ta nên từ từ tìm cái cách sinh hoạt, cách tu học đó, nó đạo vị hơn, nó thiền vị hơn, nó gần gũi với lời Phật dạy hơn. Là chúng ta nói tuyên dương Phật Pháp, nhưng cái sinh hoạt của chúng ta đó thì nó lại rất là đi xa Phật Pháp. Thì thưa quý vị, đó là một câu chuyện ngoài lề mà chúng tôi nói là trong câu chuyện này. Vua A Xà Thế khi gặp Đức Thế Tôn lần đầu tiên, vua A Xà Thế không phải chỉ cảm hóa vì lời dạy của Đức Phật. Dĩ nhiên là do lời dạy của Đức Phật và vua A Xà Thế ngay sau đó đã quy y Tam Bảo. Nhưng mà cái sự cảm hóa đầu tiên là vua cảm nhận sự thanh tịnh ở trong một cái hội chúng của Đức Phật rất khác với hội chúng của các vị đạo sư khác. Và ở đây thì chúng tôi chỉ nói thêm một cái chi tiết ngắn thôi, ít thì giờ thôi, là vua A Xà Thế sau đó đã quy y Tam Bảo, rồi đã trở thành một người Phật tử thuần thành. Nhà vua đã bảo trợ cho cái cuộc kết tập tâm đạn lần thứ nhất. Và ngồi kết tập tâm đạn như chúng ta biết là dưới sự chủ trì của Ngài Mahakassapa. Nhưng mà cái người hộ pháp đứng đằng sau đó là vua A Xà Thế. Và cái vương quốc Ma Kiệt Đà sau đó đã mở rộng ra. Thật ra thì sau khi Đức Phật về viên tịch thì vua A Xà Thế đã dời kinh đô về Pataliputta, tức là Hoa Kỳ thành là Bát Na. Bát Na là một cái thủ phủ của bang Bihar bây giờ. Và cái sứ Ma Kiệt Đà gọi là Magatha đã từ từ đã nuốt chửng tất cả những cái sứ lân bang, mở ra một cái nền cộng hòa, một cái đất nước mới, một vương quốc mới, mà về sau này những cái hậu duệ của dòng Thích Ca chỉ cách đó có gần 90 năm đó, đã tạo ra một cái triều đại chúng ta gọi là triều đại Khổng Đức hay triều đại Mauryan. Mà một ở trong những vị vua của triều đại Mauryan rất nổi tiếng là triều đại của A Dục. Thì thứ gì, nếu chúng ta đọc trong lịch sử Ấn Độ thì vua A Xà Thế là đã bắt đầu một thời kỳ mới. Đó là thời kỳ mà giải tán những cái vương quốc ở trong châu thổ sông Hằng, tạo thành một quốc gia lớn. Và cao điểm là thời vua A Dục đó, thì Ấn Độ có một cái bản đồ địa dư rộng hơn là đất nước Ấn Độ ngày nay. Thời vua A Dục, nước Ấn Độ bao gồm cả A Phú Hãn, cả Pakistan, cả Bangladesh, có thể nói là rộng lớn, kể cả Nepal luôn. Ngày nay thì Ấn Độ bị cắt nhỏ lên hơn nhiều. Thì bây giờ chúng tôi chỉ lấy một câu chuyện, một giai thoại là Thái Y Chivaka đã đưa vua A Xà Thế đến diện kiến Đức Phật ở trong một cái giai thoại mà được tìm thấy trong kinh Sa Môn Quả như thế nào. Bây giờ thì
quý vị, chúng tôi muốn trở lại với cái nhân vật chính mà chúng ta đề cập đến trong bài học ngày hôm nay. Đó là thấy Chivaka. Chữ Chivaka đó có nghĩa là người sống sót hay là người còn sống. Tại vì Chivaka nguyên là con của một kỹ nữ. Kỹ nữ này khi mà qua lại với khách đó, thì lại có thai, sanh con nhưng mà không muốn nuôi. Lại đem hài nhi nó quăng vào trong, đem đứa bé sơ sinh nó quăng vào trong đống rác. Thì vương tử Aphaya đi ngang đã thấy, để nhìn vào đống rác thì nghe cái tiếng khóc mà thấy cọ quậy thì nói rằng có một đứa bé còn sống, và sai người nhặt lên. Và nhìn thấy đứa bé kháo khỉnh thì vương tử Aphaya đã ra lệnh mang đứa nhỏ đó về làm con nuôi và nuôi dưỡng. Đặt là Chivaka. Chivaka tức là người còn sống hay là người thì thưa quý vị, Chivaka lớn lên trong một cái hoàn cảnh là con nuôi của vương tử Aphaya, và do cái sự thông minh mẫn tiệp từ còn nhỏ đó nên vị vương tử này nghĩ đến chuyện là làm sao cho Chivaka có được một cái nền học vấn tốt để không uổng phí một đứa bé thông minh. Và vương tử đã gửi Chivaka sang một cái trung tâm học thuật nổi tiếng của Ấn Độ thời bấy giờ, đó là Takashila. Takashila là một trung tâm học thuật nổi tiếng Ấn Độ thời xưa. Cái xứ này bây giờ nằm ở trong xứ Pakistan. Thì thưa quý vị, Takashila sang đó đã chọn một cái ngành mà được xem như nổi tiếng của Takashila bây giờ, tức là y học. Y học. Mà theo học một thời gian đó, thì đến cái lúc mà vị thầy thấy rằng trong lớp học đã có những học trò mà có thể xuất sư, tức là ra hành nghề là thầy thuốc được, thì vị thầy mới ra một cái bài thi cuối khóa. Dạ, ra bài thi cuối khóa. Và bài thi này cũng lạ lắm thưa quý vị, là bây giờ tất cả những học trò mà dự thi đó là phải đi vào trong rừng để tìm một cái loại cây cỏ nào mà không có cái tánh dược, không làm thuốc được thì mang về. Thì thưa quý vị, sau nhiều ngày á, đúng hẹn thì tất cả học trò trở về, thì có người mang được 10 thứ, có người mang được 15 thứ, có người mang được 3 thứ. Tại vì những thứ này hoặc không có ở trong sách, không có ở trong lớp học, hoặc giả là từ cái loại cây cỏ đó, nó không có biểu thị là nó có cái dược tánh gì để trị bất cứ các bệnh nào. Thì tất cả những học trò đều có thể mang về hoặc ít hoặc nhiều. Có vị thì mang được 5-3 cây, có vị mang được 10, 15, 20 cây. Nhưng mà riêng có một học trò tên là Chivaka thì đi về với tay không. Thì vì thầy hỏi tại sao có đi về tay không, thì Chivaka nói rằng con đã đi rất nhiều ngày, đã ngủ ngoài sương, ngoài gió, và đi tìm rất nhiều loại cây nhưng mà không có loại cây cỏ nào mà không có tánh dược hết. Mà do vậy con phải trở về tay không. Thì thưa quý vị, vị thầy gật đầu và cho Chivaka tốt nghiệp. Mà chẳng những tốt nghiệp còn tốt nghiệp thủ khoa được. Bởi vì ở trong rừng cái nào cũng là cây cỏ, cũng có cái tính dược hết.
chúng ta không phải là chuyên về ngành y, thành ra không có bàn sâu về điểm này, nhưng mà nó cũng là một giai thoại rất là thú vị. Khi vị Chivaka trở về, thưa quý vị, thì nhanh chóng cái khả năng trị bệnh của Chivaka được rất nhiều người biết đến, và tự nhiên là một danh y nổi tiếng, trị được nhiều người, và đồng thời là con nuôi của vương gia, của vương tử Apheya nữa, nên được cất nhắc lên một cái vai trò là thái y. Thái y tức là vị thầy thuốc của nhà vua đó, vị bác sĩ riêng của nhà vua, vị bác sĩ lo cho nhà vua, vị thái y là vị bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho nhà vua. Nhà vua đó là vua Bimbisara, và về sau này khi Bimbisara bị xóa ngôi, bị giết chết trong tù đó, vua sẽ thấy lên ngôi thì vua sẽ thấy vẫn tiếp tục dùng Chivaka là vị bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho mình. Có rất là nhiều cái giai thoại liên quan đến Chivaka mà chúng ta kể cả ngày hôm nay không hết. Tuy nhiên thì thưa quý vị, thầy Chivaka là một vị thầy thuốc, mà đặc biệt là tên tuổi mà chúng tôi dùng cái chữ gọi là lưu danh vạn đại, là tại vì ở trong ba cái nguồn tư liệu, dĩ nhiên đầu tiên là tư liệu Phật giáo rồi, mà thứ hai là tư liệu của Kỳ Na giáo, tức là của đầu trên, và cái nguồn tư liệu thứ ba là trong lịch sử của Ấn Độ đó, thì đều có ghi lại tên tuổi của thầy Chivaka. Quý vị nào đọc về ngành y học của Ấn Độ đó, thì đề cập đến một vị thái y tên là Chiva. Vị này là vị y sĩ đầu tiên mà đã có đưa ra một cái đề xuất về giải phẫu, tức là dùng dao bén để làm phẫu thuật. Và khi làm phẫu thuật đó, một trong những quan trọng là phải đốt cái lưỡi dao đó để khử trùng. Ở trong Tây y thì chúng ta chỉ mới biết về ông Pasteur là người mà nói là có một cái sự lây nhiễm về, gọi là về vi trùng á, làm lây bệnh. Nhưng mà thấy Chivaka là người đầu tiên là nói rằng ở tại Ấn Độ đó, cách đây 2500 năm đó, đã nói là phải, một trong những cái việc rất cần của một người làm phẫu thuật đó là cái lưỡi dao mà giải phẫu đó, làm phẫu thuật đó phải được đem đốt, dạ, để khử trùng. Và ở trong Phật giáo và ở trong kinh điển Pali đó thì ghi lại rất nhiều câu chuyện về thầy Chivaka, nhưng mà nó cũng giống như thường rồi chúng ta nói về một cái tín nữ gọi là đệ nhất nữ cư sĩ trong đạo Phật mà được nói nhiều trong tâm tạng Pali, nhưng người Việt Nam rất ít biết đến là bà Tỳ Sát Khư, tức là Visakha. Thì riêng về thầy Chivaka thì được nhắc đến trong A Hàm và trong lục tạng của Phật giáo Bắc Truyền, nhưng người Việt Nam là không biết nhiều và văn hóa Trung Hoa không biết nhiều. Được tôi biết đến cái tên là thầy Kỳ Bá, và Kỳ Bá tức là thầy Chivaka. Thì thưa quý vị, riêng về bà Visakha mà quý vị hỏi rằng tại sao mà bà không được nhắc nhiều ở trong văn hóa Phật giáo Việt Nam và Trung Hoa đó, thì chúng tôi thưa rằng chúng tôi thật sự xem đó là một điều bí mật, hay là một điều mà chúng tôi chưa hiểu ra. Tại sao nhắc đến nam cư sĩ cấp cô độc nhiều mà không nhắc đến bà Visakha? Nhưng mà riêng về thầy Chivaka thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi biết lý do. Thầy Chivaka có hai điểm mà những người theo Phật giáo Đại Thừa hay Phật giáo Bắc Truyền không có muốn nhắc tới.
Dạ, không muốn nhắc tới. Là bởi vì hai điểm này đó, nó lại trái ngược lại với cái tính lý của Phật giáo Đại Thừa, tính lý Phật giáo Bắc Truyền. Và mặc dù trong luật tạng của Phật giáo Bắc Truyền đó, thật ra trong tạng luật thì Phật giáo Bắc Truyền và Nam Truyền thì có cái hầu hết là giống nhau, giống tới 95%. Nhưng mà có những điểm mà ở tại đây khiến cho Thầy Chava khá không được nhắc đến. Điểm đầu tiên đó là cái việc mà Thầy Chivaka chăm sóc sức khỏe cho Đức Phật. Quý vị biết là Phật giáo Bắc Truyền, Phật giáo Đại Thừa đó, thì quan niệm Đức Phật như một vị thần linh. Là người bệnh thì cầu Ngài để chữa bệnh, chứ không chấp nhận Đức Phật bị bệnh. Và đôi khi nhắc về Đức Phật bị bệnh đó, thì Phật giáo Bắc Truyền nói rằng đó là sự hiện để cho những người theo Tiểu Thừa thấy thôi. Cho Phật giáo, cái Đức Phật thì không có bị bệnh. Nhưng mà theo Phật giáo Nam Truyền đó, thì mặc dù Đức Thế Tôn Ngài sanh ra với 32 đệ trưởng quân tướng, Ngài là vị sống rất thọ, và Ngài là vị đã đi bộ cho đến ngày cuối cùng, khi mà Ngài đi đến cái phiến đá ở tại cái vườn Sala, công viên của vua Sumala, Ngài viên tịch, Ngài vẫn đi, Ngài khỏe như vậy. Nhưng mà Đức Phật thỉnh thoảng Ngài vẫn có những lúc Ngài bị bệnh. Những lúc bị bệnh. Và khi Ngài bệnh như vậy đó, thì có lúc Tôn giả Ananda hay là những người cư sĩ đó cúng dường những thứ cần thiết như là nước nóng hay là mật ong hay hoặc giả là một vài thứ để trị. Và ở trong đó có trường hợp Thầy Chivaka đã có lần mà dùng cái nhụy sen á để làm thuốc cho Thế Tôn ngửi và ngày hết bệnh. Thì thưa quý vị, thật ra đây là một điểm rất là khó để cho những người Phật tử mà theo Phật giáo Đại Thừa đó có thể chấp nhận của một Đức Thế Tôn bị bệnh và bị già. Thí dụ như ở trong kinh đó, quý vị đọc kinh Đại Bát Niết Bàn mà Tôn giả Ananda khi mà so bóp tay của Đức Phật nói rằng Ngài rất là xúc động khi thấy được Đức Thế Tôn ngày xưa thân tướng đẹp đẽ, khỏe mạnh. Bây giờ Ngài có gia nhân lão hóa như vậy, thì Đức Phật Ngài dạy rằng cái thân của Như Lai giống như một chiếc xe, một chiếc lông sam đã cũ rồi, phải rằn rịch lại thì mới chạy được, thì mới sử dụng được. Thì Đức Phật Ngài có nói về một cái khả năng của vị chánh đẳng chánh giác là có thể dùng cái thần lực để thì kéo dài cái sống thêm một kiếp nữa, duy trì thọ mạng. Nhưng mà Đức Thế Tôn không làm như vậy. Thì thứ vì cái hình ảnh mà gọi là cái báo thân của Phật mà có già, có bệnh đó, thì là một hình ảnh hoàn toàn không thể chấp nhận trong Phật giáo Bắc Truyền. Dạ, hoàn toàn không chấp nhận Bắc Truyền. Ở đây nó là một điểm văn hóa. Một điểm văn hóa mà nó rất là nhạy cảm, rất là khó chấp nhận. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ở trong đời chúng tôi đó, có biết đến ba vị, mà một vị thì chúng tôi gặp tận mặt, còn hai vị kia thì chúng tôi được nghe nói lại. Đó là cũng tu, cũng dốc lòng tu, nhưng mà khi mà lớn tuổi mà bị bệnh á, thì chúng ta gọi là bệnh nằm liệt giường. Có vị nằm bị nặng, ở trong đó có Hòa Thượng Ngại Chanh Cha, có Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Nhất Hạnh. Hòa Thượng Chanh Cha thì đã tịch năm 92, Hòa Thượng Thanh Từ thì còn sống, Hòa Thượng Nhất Hạnh mới tịch vào tuần này. Thì ở đây chúng tôi cũng phải thưa với quý vị rằng cái nhìn của những người Phật tử ấy, là những vị mà tu, gọi là chân tu thật học, những vị mà tu đó, thì khi mà ra đi thường gọi là nhẹ nhàng, an tịnh, không có bệnh hoạn.
hay biết trước những cái mình chết thì người ta sẽ mà tu. Nhưng mà nó có điểm như vậy là chúng tôi gặp rất nhiều vị tu thì tốt lắm thưa quý vị, nhưng mà khi mà già bệnh thì có nhiều khi mình nằm liệt một chỗ và cũng nhiều năm, đôi ba năm rồi mới chết. Chứ không phải là vị nào tu rồi chết cũng chết trong cái sự gọi là thay quần mặc y áo chỉnh tề đẹp đẽ lên giường nằm ngủ rồi ra đi đâu. Cái này nó có tất cả là culture, có tất cả là văn hóa. Và quý vị hỏi chúng tôi, thật ra chúng tôi không biết, nhưng mà đây là cái đoán của chúng tôi thôi. Cái mà chúng tôi suy nghĩ ở trường hợp của Ngài Thanh Cha, Hòa Thượng Thanh Từ hay Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, cả ba vị đều rơi trong cái tình trạng là bị bệnh mà sống lâu á. Thì chúng tôi hãy thưa quý vị là đây là ý kiến cá nhân nha, chúng tôi không có giải thích theo Phật pháp. Ở đây cá nhân là tại vì các vị đã được chăm sóc quá tốt bởi những người đệ tử. Chúng tôi có làm thị giả cho Ngài Thanh Cha được 3 ngày. Là lúc chúng tôi sang Vatanachat thì chưa sang Vatanachat được có được đề cử đến để thay phiên nhau làm thị giả cho Hòa Thượng. Thì chúng tôi ở cái chùa đó được đến đêm thị giả. Thì trước khi làm thị giả 3 ngày như vậy á, thì chúng tôi phải học cái cách để làm, có thể nói là cả 3-4 tuần lễ trước đó phải đi cùng với chư tăng khác. Thì chúng tôi thấy rằng ở đây là điều mà một vài vị thị giả khác có nói với chúng tôi, là thật ra nếu mà mình không có chăm sóc kiểu đó đó thì đáng lẽ Ngài Thanh Cha có thể ra đi tự nhiên. Dạ, ra đi tự nhiên. Quý vị, bây giờ quý vị biết rằng đây là cái kinh nghiệm cá nhân của chúng tôi đó, là ngày nay người ta bệnh khó chết hơn ngày xưa, quý vị tin không? Tại vì nhiều người đi vào trong bệnh viện đó là mình ăn không được thì người ta mua nước biển, hay họ cho những cái thức ăn qua cổ họng hay qua bao tử qua trực tiếp vào trong người, mặc dù mình không ăn không uống được, và họ chăm sóc điều kiện tốt hơn. Thành ra bây giờ đó nó có trường hợp là cái người bệnh thì khó chết hơn. Nhưng mà bảo rằng điều đó nên hay không thì chúng tôi không dám trả lời nha. Chúng tôi không dám trả lời. Đây là cái ý kiến cá nhân của chúng tôi thôi. Là người ta khuyên chúng ta nên có một cái living will, tức là mình nên có một cái di chúc hay cái di nguyện. Ở trong đó mình nói lên cái ước muốn là khi mình bệnh mà nhắm chữa không khỏi, hãy cho mình ra đi một cách tự nhiên, đừng cố gắng nắm níu. Tại đôi khi nắm níu kéo dài rất lâu. Những vị như là thì Ngài Chánh Cha hay Hòa Thượng Nhất Hạnh hay Hòa Thượng Thanh Từ, tại vì người ta chăm sóc quá tốt chứ quý vị, chăm sóc quá tốt thành ra nó cứ sống hoài mà lại không sống khỏe được, phải chịu đựng cái sự đau đớn vất vả. Nhưng mà đệ tử thì đâu muốn thầy mình chết, nhất là mình thương quá muốn chết. Mà quý vị hiểu rằng ngày nay trong cái lĩnh y khoa đó, người ta có rất là tiến bộ để họ giữ chúng ta sống, nhưng mà họ chưa đủ cái sự tiến bộ để khiến cho chúng ta hồi phục, tức là sống một cách kéo dài lê thê. Cái dài lê thê đó ngày xưa thì rất là dễ, ví dụ như ngày xưa bệnh mà không ăn được là đã chết rồi, bây giờ không ăn được họ có cách khác họ nuôi chúng ta. Dạ, thành ra nó mới tạo ra cái tình trạng như vậy. Thành ra đây là một sự thật, đây là một sự thật. Thì thưa quý vị, tại sao chúng tôi kể về câu chuyện các thiền sư? Chúng tôi muốn quý Phật tử xóa đi cái quan niệm rằng cái người tu tốt là người không có bệnh. Đây là bài học của chúng ta. Đức Phật Ngài đâu có dạy chúng ta là hãy tu tập tốt thì mình trường sinh bất tử. Đức Phật cũng dạy chúng ta mình tu tốt thì mình sẽ hồng hào tráng kiện cho lúc chết. Đức Phật không dạy chúng ta hãy mình tu tốt mình không có bệnh. Không có nghĩa là cái người không có bệnh là người tu tốt thưa quý vị, mà không có nghĩa là người tu tốt người không có bệnh. Và chúng tôi nói thưa quý vị, kể cả Đức Phật, Đức Phật thì thật ra Ngài không có nằm liệt giường liệt chiếu. Đức Phật Ngài không có trường hợp là Ngài phải có người phải khiêng phải đỡ Ngài, không có. Nhưng mà Đức Phật có bệnh, là Đức Phật có bệnh. Và về điểm này đó thì quý Phật tử, những người Phật tử, ngay cả những người con Phật lại không chấp nhận chuyện đó. Thành ra không bao giờ chấp nhận rằng Đức Phật Ngài có một vị y sĩ đi chăm sóc cho Ngài. Dĩ nhiên là có những trường hợp rất là kỳ lạ. Thí dụ như là khi Đề Bà Đạt Đa lăn đá để giết Đức Phật,
thì có một miếng đá nhỏ nó văng trúng chân chân Đức Phật, làm Đức Thế Tôn chảy máu. Thì chúng tôi nói điểm này là mặc dù Phật giáo Bắc truyền hay Phật giáo Đại thừa đó không có nhìn nhận về Đức Thế Tôn bị bệnh, nhưng mà trong cái gọi là ngũ nghịch đại tội, quý vị tra trong từ điển Phật học, trong Đại từ Đức Phật học, trong Phật giáo Bắc truyền, ngũ nghịch đại tội đó có một điều gọi là làm thân Như Lai chảy máu. Mà ngày xưa quý vị nghe cái câu gọi là chích máu Phật, chích máu Phật tức là làm thân Như Lai chảy máu đó. Thì thân Như Lai chảy máu thì ở đây có nghĩa là đối với một vị chánh đẳng chánh giác, không có ai có thể giết chết vị chánh đẳng chánh giác được, nhưng người ta vẫn có thể làm Đức Thế Tôn bị thương được, làm thân Phật chảy máu. Nó không nhiều nhỏ thôi, đó là trường hợp Đức Phật. Và khi mà Đề Bà Đạt Đa mà lăn đá làm thân Đức Thế Tôn chảy máu thì thấy Chi Va Cá đã dùng một thứ thuốc đã băng lại. Nhưng mà khi thấy y đi vào trong thành và định trở ra đó thì thành đóng cửa rồi, thì đêm nó rất là nóng ruột. Thì Đức Phật ngài biết đó, ngài nói Tôn giả Ananda hãy cởi cái băng ra. Và một cách kỳ lạ là cái chân Đức Phật lành lại như cũ, lành chưa có gì. Và hôm sau thấy y đến thì gặp rất là hoan hỷ. Thì câu chuyện đó có ghi trong Tạng Luật. Thì chúng tôi nói quý vị nghe cái lý do đầu tiên mà Phật giáo Đại thừa không có đề cập đến nhiều, không nhắc nhiều thấy y kỳ bá đó, là do người ta không có chấp nhận quan điểm rằng Đức Phật mà còn có người chăm sóc sức khỏe. Đúng, cái khác là có bác sĩ riêng cho sức khỏe, không nhắc đến điều đó. Và điểm thứ hai là cái điểm này rất là quan trọng nữa, là lý do tại sao không nhắc đến Chi Va Cá. Bởi vì cụ niệm Chi Va Cá đó gắn liền với một bài kinh tên là Kinh Chi Va Cá, nói về tam tịnh nhục. Dạ, nói về tam tịnh nhục. Thì ở đây ngày hôm nay đó, chúng tôi phải nói thêm một địa chuyện đó hơi nó hơi tế gì khác, là vấn đề ăn chay ăn mặn. Vì thưa quý vị, Phật tử Đại thừa xem vấn đề ăn chay đó là một vấn đề gọi là bắt buộc phải có, 100% phải có, 1000% cũng phải có, mà không ăn chay là không tu. Thậm chí ở trong một cái bài kinh gọi là kinh Lăng Già Tâm Ấn, thì ở trong bài kinh đó lại đề cập đến là ai mà không ăn chay đó là con của ma vương hay là ma ba tuần, là con của ma quỷ, con ác ma, là ăn chay phải tuyệt đối. Nhưng mà thật ra về điều này đó, quý vị Phật tử rất ít biết. Ngày hôm nay chúng tôi phải nói quý vị nghe một lần, đó là ở tại Ấn Độ đó thì ăn chay đó là một cái tính lý thực hành bởi tất cả những người trong giai cấp Bà La Môn. Giới Bà La Môn ở Ấn Độ có 4 giai cấp là Bà La Môn, Sát Đế Lị, Thương Gia và Thủ Đà La. Thì những người Bà La Môn á là trong cái giai cấp thuộc về tôn giáo, nhưng mà có cái đặc biệt nữa đó là những người ăn chay đó lại là những người tương đối là khá giả. Còn những cái thành phần lao động như là buôn bán, Sát Đế Lị, chúng ta không nói giai cấp chiến sĩ, thì họ phải ăn uống bình thường để họ có thể chiến đấu đủ sức chiến. Nhưng mà những người giai cấp thấp đó, thì họ có gì ăn đó. Thật ra ngày hôm nay quý vị sang Ấn Độ đó, thì những người mà ăn chay tương đối là những người có tiền, và những người bần cùng đó, thì họ vẫn ăn. Họ ăn thịt dê, ăn thịt gà, ăn này kia, là những người nghèo ở dưới đại chúng họ ăn như vậy đó. Lý do tại sao? Một là họ lao động tay chân nhiều, và thứ hai đó là thật ra cái sống của người nghèo thì có gì ăn đó thôi. Thì khi mà Đức Phật và Chư Tăng đi vào đời để hoằng pháp á, thưa quý vị, là Đức Phật này không phải chỉ sống nhờ vào cái sự hộ trì của một cái đại gia, của một vị vua chúa hay của tầng lớp có tiền, mà Đức Phật và Chư Tăng á sống gần với quần chúng, và các ngài nhận thực phẩm từ mọi giai cấp hết. Tức là buổi sáng sớm Đức Phật và Chư Tăng mà đi khất thực vào trong làng á, thì dù đó là người giàu hay người nghèo, dù đó là Sát Đế Lị hay Thủ Đà La hay là thương gia, cái gì mà người ta có ở trong
ở trong bếp. Và đồ đó là đồ chín rồi, họ đã nấu rồi. Họ nấu vì bất cứ lý do gì, đặc biệt là do họ ăn có sẵn, thì họ đặt cái thức ăn đó vào trong bình bát. Thì Đức Phật Ngài, Đức Phật và Chư Tăng đều thọ nhận, đều thọ dụng. Và ở trong đó nó không hẳn hoàn toàn là đồ chay. Là bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi thưa quý vị rằng, có những người đó họ không có đồ chay. Cái gì họ có thì họ cúng dường cái đó. Và Đức Phật Ngài cho phép Tăng thọ dụng trong ba cái hình thức là tam tình dục, là không nghe, không thấy, không nghi. Không nghe người ta giết cho mình ăn, không thấy người ta giết cho mình ăn, và không nghi là người ta giết cho mình ăn. Và điều này được đề cập đến ở trong cái kinh gọi là kinh Chiraka. Thì đây là điểm rất là tế nhị. Rất là tế nhị là ông thầy Chiraka đặc biệt là được đề cập đến là một vị đã hỏi Đức Thế Tôn về tam tình dục và Đức Phật giảng về tam tình dục. Và khi nói về tam tình dục đó, thì mặc dù ở trong luật tạng của Phật giáo Bắc truyền đó có đề cập đến, có đồng ý như vậy, nhưng mà cái nguyên tắc căn bản về về cái tính lý sinh hoạt hàng ngày đó thì lại không nói. Và là do vậy thầy Chư Bá Cá đã được, thầy Kỳ Bá không được nhắc nhiều, và không được nhắc nhiều đến trong cái sinh hoạt hàng ngày ở trong kinh điển. Thành ra quý vị không có nghe nhắc về thầy Kỳ Bá. Thì bây giờ chúng tôi muốn trở lại với câu chuyện của thầy Chiêu Cát. Hôm nay quý vị quan nghĩ chúng tôi nha, chúng tôi nói chuyện hơi ngoài đề tài chút xíu vì nó hơi dài dòng. Bây giờ thì chúng tôi trở lại nói chuyện về vị thầy y này theo trục kinh điển đó. Thì chúng ta nói câu chuyện nữa là vị này giỏi lắm. Ở trong luật tạng có ghi một cái giai thoại, đó là lúc bây giờ ở tại thành Rajagaha có một vị thương gia giàu có lắm. Nhưng mà vị này lại bị một cái chứng bệnh là gọi là nhức đầu kinh niên, mà nhức đầu rất là khủng khiếp. Dạ, rất là khủng khiếp. Và khi nhức đầu như vậy thì vị này nghĩa là kêu la thảm thiết mà đầu làng cuối xóm đều nghe được, mặc dù có rất nhiều tiền nhưng mà không cách nào chữa trị được. Và đến khi có người biết rằng có một vị thần y đang ở tại Vương Xá Thành thì hy vọng vị có thể chữa được, thì vị thương gia giàu có đó đã cho người ngay lập tức mời đến. Người đó, vị thần y đó chính là Chivaka. Thì sau khi bị Chivaka đến chẩn bệnh xem xét đó, thì Chivaka mới nói vị thương gia là tôi sẽ bằng lòng chữa trị cho người, cho ông nếu ông chấp nhận điều kiện mà tôi đưa ra. Thì cái vị thương gia đó nói rằng vậy chứ thầy muốn tôi làm gì, trả bao nhiêu tiền? Thì y sĩ Chivaka nói rằng không phải là tiền mà là cái điều kiện. Cái đầu của người đã bị bệnh mà tôi phải làm một việc, đó là phẫu thuật, tôi phải mổ ra. Nhưng mà khi mổ ra đó thì lại bắt buộc phải nằm yên không có động đậy ở trong thời gian 7 năm. Và do vậy nếu ông chấp nhận cái thế nằm nghiêng một bên 7 năm như vậy đó, thì tôi sẽ tiến hành cái việc phẫu thuật chữa trị. Thì bây giờ quý vị Phật tử biết rằng ai mà biểu mình mà nằm nghiêng một bên đó, mà 7 năm á, chắc cho mình bạc triệu mình cũng không có đồng ý nữa. Nhưng mà thưa quý vị, lúc đó đó thì ông thương gia ông đang bị hành hạ nhiều quá, bị đau nhiều quá, đau quá đi, thành ra cái điều kiện nào cũng chấp nhận hết. Và thì Chivaka
đã tiến hành cuộc phẫu thuật. Như chúng tôi nói là cuộc phẫu thuật đi vào lịch sử của y khoa Ấn Độ và được lưu truyền cho đến ngày nay đó, là vị này đã biết dùng thuốc tê, vị này đã biết dùng thuốc mê, và vị này đã biết khử trùng cái lưỡi dao giải phẫu, và vị này đã mổ cái xương sọ của vị thái y. Và cái chuyện mà phẫu thuật giải phẫu sọ đầu á của Ấn Độ mà biết từ thời xa xưa, được thực hành về sau này đều là học do thầy phá truyền.